Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì cùng chư tông đức tăng ni trong ban tổ chức pháp hội Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, sáng hôm nay ngày 14 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 tại tu viện Kim Cang, xã Lê Minh Sơn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, long trọng tổ chức pháp hội vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Pháp hội kỳ này chánh định vô cùng hoan hỷ được thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức trong ban tổ chức cung thỉnh về đây để gặp gỡ và chia sẻ Phật pháp. Lời đầu tiên cho phép chánh định được nói lời kính vấn an sức khỏe đến thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể đạo tràng Phật tử thính chúng. Lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lành. Sáng hôm nay chánh định đến với toàn thể đạo tràng chúng ta với một bài pháp có tựa đề là Tập Sống Từ Bi. Vì cho càng vỗ tay. Chánh định mượn cái hình ảnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm tầm thân cứu khổ, thể hiện tấm lòng từ cao cả vô biên. Vì vậy mà chánh định đã chọn một cái đề tài là chúng ta phải tập sống từ bi theo cái hạnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Lại nữa, đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ. Đúng như câu là con người sống giữa trần gian, buồn vui, sướng khổ, gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm đừng lai động lòng. Từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Mình xét mà thấy kiếp nhân sinh á, nó khổ nhiều hơn vui, và nó phù du ngắn ngủi. Đã vậy rồi mình còn tối ngày sân si, hận thù, hơn thua, ganh ghét. Cái kiếp người nó gian nan, buồn vui sướng khổ lẫn lộn, mà nhiều khi buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn sướng, mà lại thêm là phù du ngắn ngủi nữa, mà tối ngày cứ sân si không. Tối ngày cái tâm mình nó cứ hơn thua, ganh ghét, giận hờn, hung dữ, nhìn ai mình cũng không ưa hết. Thì hôm nay chúng tôi muốn lấy cái hình ảnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cái lòng từ bi rộng lớn, để làm một cái đề tài của bài pháp, đó là tập sống từ bi. Mình nghe pháp để mình hiểu, để mình thay đổi. Thay đổi là một cái trạng thái tu tập.
thay đổi tâm lý, thay đổi hoàn cảnh, vân vân, để cho cái tâm của mình nó được an lạc. Con người sống giữa trần gian, buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều. Bây giờ hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều? Thôi thì ta tự đổi thay. Hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh là quý vị phải hứa với chúng tôi là phải tự đổi thay. Đầu tiên là gì? Giữ tâm chánh niệm, đừng lay động lòng. Cái tâm chánh niệm là tâm gì quý vị biết không? Là cái tâm ghi nhận, ghi nhớ, biết mình. Hồi nãy chúng tôi hướng dẫn quý vị tu tập chánh niệm 5 phút, chúng tôi có hay nhấn mạnh là nghe, nếu có âm thanh thì mình cứ nghe. Mình ghi nhận cái âm thanh đó rồi mình buông bỏ. Chứ không phải vì cái âm thanh đó mà mình lại bực bội. Hiểu ý không? Tôi đang ngồi thiền mà có cái điện thoại của ai mà quên tắt reo lên. Quý vị nghe cái quỷ khó chịu không? Khó chịu. Hoặc là bà nào đó bà cứ nói chuyện xù xì, hoặc là bà ho sùm, mình thấy khó chịu. Nhưng mà cái vị hành giả là sao? Nghe thôi. Nghe biết nghe, điện thoại reo biết điện thoại reo rồi buông bỏ. Chứ mình không phải mình không nghe. Mình nghe nhưng mà với cái tâm nghe xong rồi buông bỏ, để trong lòng chi? Cái tiếng nói, cái âm thanh đó để trong lòng mình nó thêm phiền. Phiền não không? Phiền não. Mà khi phiền não rồi chút xíu nữa xả thiền xong pháp hội mà giải lao ra ngoài bắt đầu nói. Cái bà kia nói bà kỳ quá. Nó ngồi thiền mà bắt cái xì xào. Bà ho sùm trời đất hết. Rồi điện thoại reo. Khi mình càng phiền não thì mình lại càng nói nhiều, lúc đó bắt đầu nói. Mà chúng tôi báo cho quý vị biết nghe, càng nói nhiều thì nó lại càng phiền não chứ nó không hết. Mà càng phiền não thì lại càng nói nhiều. Cho nên nghe xong niệm nghe rồi buông bỏ, đúng rồi. Tất cả cuộc đời đến với chúng ta đều ghi nhận. Mình không ghi nhận không được. Nhưng mà mình phải tập cái thứ hai là gì? Buông bỏ. Chính vì mình không buông bỏ cho nên mình mới khổ. Mình đến với cuộc đời này bằng hai tay trắng, rồi mình đi cũng trắng hai bàn tay. Và cuộc đời này mình đến đây giống như là một cái sân ga vậy đó. Rồi mình đến rồi mình cũng đi, nhưng mà là mình lại dính ở đây, mình không chịu đi vậy. Bây giờ chúng tôi tập cho quý vị một cái tâm gọi là từ bi. Mình đón nhận nhưng mà không có giận hờn. Đức Phật dạy cho ông Ba Hí Giá rằng là này Ba Hí Giá, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi chỉ là cái ngửi, trong cái nếm chỉ là cái nếm, trong cái đụng chỉ là cái đụng, trong cái suy nghĩ chỉ là cái suy nghĩ, không có người ở trong đó. Hiểu câu này không? Là mình nghe thấy ngửi nếm đụng suy nghĩ, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ có mình ở trong đó. Hãy mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình suy nghĩ là bắt đầu mình nói. Mình nói xong mình hành động. Mà quý vị biết cái con đường tạo nghiệp chúng ta có mấy đường nè? Ai biết? Có mấy đường? Có ba con đường tạo nghiệp. Thứ nhất là gì? Thân nghiệp. Thứ hai là gì? Khẩu nghiệp. Thứ ba là gì? Ý nghiệp. Đó, mình chỉ có ba cái đường thôi. Thì tu là gì? Tu là mình tu thân khẩu ý. Đúng rồi. Mình gìn giữ thúc liễm tam nghiệp, chuyển làm sao cho nó qua tam nghiệp lành. Thường thì mình làm tam nghiệp ác không à? Không tin chúng tôi, quý vị để ý chút nha. Mình nói toàn là tâm tham, tâm sân, tâm si, rồi ganh tị, rồi hơn thua, rồi ganh ghét được không? Thì nói vậy với cái tâm đó, theo quý vị là nghiệp nó đến hay là phước nó đến? Nghiệp đến hay phước đến? Nghiệp đến. Lật kinh Pháp Cú ra câu đầu tiên mình học rồi: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo ta, như bánh xe lăn theo chân bò kéo.
kéo xe. Quý vị biết con bò kéo xe không? Nó đi đâu thì bánh xe theo đó. Nghiệp ác cũng vậy, mình sanh ở đâu nó đi theo ở đó. Mà con đường tạo nghiệp của mình là gì? Là thân nghiệp. Là gì? Khẩu nghiệp. Là ý nghiệp. Mình tu là tu vậy đó. Nay ta xưng con Phật hoài, phải làm giống Phật, chớ sai tội nhiều. Thân không trộm cắp làm liều, miệng không nói dối đặt điều điêu ngoa, ý không tham ác gian tà, chuyển xoay ba nghiệp thật là thanh cao. Cho dù tám gió thổi vào, tâm ta không động tự hào sắc son. Phật tử nghĩa là Phật con. Con mà giống bố thì còn gì hơn. Bây giờ mới vỗ tay. Hôm nay chúng tôi lấy cái hình ảnh á, có Đức Bồ Tát Quan Âm là cái lòng từ bi. Thì bây giờ mình tập, mình tập sống từ bi. Thì trong cái bài kệ đầu tiên chúng tôi đọc là gì? Giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng. Kế đến là gì? Từ bi buông bỏ là xong. Đầu tiên chúng ta phải có chánh niệm. Chánh niệm này chúng ta tập á, nghe biết nghe, ngửi biết ngửi, nếm biết nếm, ngồi biết ngồi, thở biết thở. Rồi ăn thở vậy là niệm Phật. Mà lỡ có âm thanh nghe thì nghe. Nghe biết nghe là chánh niệm. Rồi bắt đầu tiếp cái bước nữa là gì? Từ bi buông bỏ. Từ là cái tâm, từ bi là cái tâm mát mẻ thương người, thương chúng sinh, lấy chúng sinh làm đối tượng. Thì bây giờ lấy chúng sinh làm đối tượng, cái pháp môn tu này phải lấy chúng sinh làm đối tượng nha. Chúng sinh là con người có, động vật có, muôn loài có, làm đối tượng thì mình tu. Thì mình khi mình nhìn vào chúng sinh, mình nhìn vào người khác, thì có người thì mình thương, có người thì mình không thương. Có mình thì có người thì mình thương nhiều là đáng thương, có người thì mình ghét nhiều là đáng ghét. Thì bây giờ mình tập làm sao cho cái tâm từ bi của mình là mình nhìn ra không có cái người ghét, cũng không có cái người đáng ghét, mà nhìn ra tất cả muôn loài, kể cả loài người, chúng ta chỉ có người dễ thương và người đáng thương. Chịu không? Chịu thì bắt đầu tập. Hứa với chúng tôi rằng là trước mặt mình chúng sanh là đối tượng. Tại tu tâm từ bi lấy chúng sanh làm đối tượng, là cái chúng sanh làm cho mình dễ thương dễ ghét nhất. Thì bây giờ mình lấy chúng sanh làm đối tượng, thì cái phương châm của mình là gì? Không có người ghét, cũng không có người đáng ghét, chỉ có người dễ thương và người đáng thương. Thí dụ nha, giờ một cái hình ảnh ví dụ. Khi mình ra ngoài đường mình thấy một cái người yếu đang bị một cái người mạnh ăn hiếp, thì thông thường là mình thương cái người yếu, phải không nè? Mình không ương, không thương cái người mạnh, ghét lắm, ỷ mạnh ăn hiếp người khác, phải không nè? Thì bắt đầu mình khởi lên cái tâm là thương cái người yếu nhưng mà lại ghét cái người mạnh. Rồi cái bắt đầu mình anh hùng nghĩa hiệp mà, ra đường thấy chuyện bất bình là rút đao tương trợ. Tương trợ bằng cách là gì? Binh cái người yếu mà chống lại cái người mạnh. Như vậy thì theo quý vị, mình đúng hay sai? Đúng hay sai? Bây giờ mình ra mình thấy một cái người mạnh ăn hiếp một người yếu, thì mình nhào vô là mình binh cái người yếu mà mình chống người mạnh, thì theo quý vị đúng hay sai? Đúng phải không? Gọi là anh hùng trưởng nghĩa mà, thấy chuyện bất bình là rút đao tương trợ, cứu giúp. Đúng hay sai? Đúng không? Đúng con nữa à? Sai nữa. Hiểu không? Đúng nữa là gì? Mình thương cái người yếu là đúng rồi, nhưng mà tại sao mình lại chống, mình ghét cái người mạnh là mình sai cho đó. Thì bây giờ mình làm sao để mà cho mình thương được cả hai mới là quan trọng.
Thì bây giờ cái đầu tiên là mình thấy cái người yếu là họ đang trả. Trả gì? Trả nghiệp. Trời ơi, họ cũng gieo nghiệp dữ lắm bây giờ. Họ phải gieo thù chuốc quán dữ lắm thì bây giờ họ ra mới bị người ta hành hạ đánh đập chứ. Thấy không nè? Đâu có gì tự nhiên đâu. Phải có nhân có quả rõ ràng. Thấy không nè, đồng ý không? Cái người yếu đó phải cái gì đồng ý với tôi là họ đang trả. Trả nghiệp, đúng rồi. Còn mình nhìn qua cái người mạnh là quý vị có đồng ý với tôi là họ đang gieo nghiệp, đúng rồi. Thì bây giờ mình nhìn như vậy đó, thì một cái người đang trả nghiệp là cái người dễ thương, và cái người đang gieo nghiệp là cái người đáng thương. Tội không biết. Như vậy thì bắt đầu mình thương hết cả hai. Hiểu chưa? Đạo Phật mình là như vậy. Đạo Phật mình nó khác với các cái tinh thần kiếm hiệp hay là võ lâm phim truyện nó khác. Phim truyện là gì? Tức là có thù thì trả, có thù không trả là không quân tử. Thù cha thù mẹ thì bất cộng đái thiên. Anh làm gì anh làm, anh đụng với cha mẹ tôi là anh chết. Một là anh chết, hai là tôi chết chứ tôi không để anh sống. Hành hiệp trượng nghĩa là cứu cái người khổ, người yếu, nhưng mà đi tàn sát cái người mạnh. Giống như đơn giản là cái là sát nhất miêu mà cứu vạn thử. Hiểu câu này không? Mình giết một người ác là mình cứu 1000 người thiện. Giống như mình giết một con mèo, mình cứu được 1000 con chuột. Theo cái tinh thần như vậy đó. Tại con mèo nó sống nó ăn con chuột. Bây giờ mình thương 1000 con chuột thì mình phải giết con mèo, chứ không nó sống nó ăn con chuột à. Thì theo quý vị cái này đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Cảm ơn con. Không phải không sai mà nó đúng con nữa. Phải nói vậy đó. Nói sai thì tao không chịu. Tao nói tôi cứu 1000 con chuột mà sai cái gì? Thấy không nè? Không sai. Nhưng mà mình nói là đúng nó mới đúng có một nửa thôi. Bây giờ muốn đúng luôn á, một nửa kia còn lại là phải làm sao? Là mình cứu 1000 con chuột thì vẫn cứu, nhưng mà đừng bao giờ giết con mèo. Hiểu chưa? Mình mà giết con mèo thì theo Phật giáo mình vẫn tạo nghiệp. Cho dù mình nói là tôi trương cái bản lên là tôi nói để cứu 1000 con chuột cho nên phải giết con mèo, nghiệp báo nó phân minh lắm. Phước ra phước mà tội ra tội. Cứu 1000 con chuột thì có phước, nhưng mà giết một con mèo vẫn mang nghiệp. Nói nhỏ này nghe kể cả cha mẹ mà đánh con cái á, mặc dù mình nói để dạy dỗ nó, thương phải cho roi cho giọt, nhưng mà đánh nó bằng cái tâm sân si cũng tạo nghiệp luôn. Cái này là thiệt chứ không phải nói dơi. Cho nên á, mình thương con là mình có phước, phải không? Với cái tâm là muốn nó nên người, nhưng mà đánh nó phải đánh bằng cái tâm chánh niệm đó. Thì có một cô hỏi sư chứ đánh bằng tâm chánh niệm là sao? Thì sư mới dạy cổ trước tiên là phải dòm lại tâm mình coi đang có bực tức không. Nếu đang bực tức thì không nên đánh, bởi vì bực tức mình đánh mạnh lắm. Rồi sau đó là mình phải theo dõi cái hành động của mình. Cái cây mình dở lên là biết dở lên, và đập xuống là biết đập xuống. Cái cổ nói trời ơi, lúc đó mà sư kêu dở lên biết dở lên, đập xuống nó chạy mất tiêu rồi. Chụp nó mà quất đây còn không kịp nữa, ở đó mà dở lên biết dở lên, đập xuống thì sao đánh được nó. Trời ơi sư ơi, lúc đó giận lên rồi, ở đó mà biết dở lên để xuống, biết dở xuống. Trời ơi con chụp nó con quất túi bụi đây mà nhiều khi nó còn trật đây. Như vậy thì mình đánh bằng tâm gì vậy? Tâm gì? Tâm sân. Mà sư báo với quý vị biết, mà đã thương người khác bằng tâm bất thiện thì theo nhân quả nghiệp báo thì phải may mắn. Cho nên nhiều khi mình thương cái người mẹ là vậy đó. Hồi nãy chúng tôi nói rồi, mình nhìn cái đứa con nhiều khi nó bị đánh đó, là cái nghiệp của nó. Nhưng mà cái người mẹ mà đánh kiểu đó đó, mình nhìn vô á, thì theo quý vị mình ghét người mẹ hay sao? Thương người mẹ, thương rất nhiều. Bởi cái người đáng thương thiệt. Đáng thương đến mức độ mà bây giờ đánh con mình mà đánh bằng tâm sân.
không kiềm chế được, tức quá, giận quá. Như vậy thì quý vị có thể hiểu rằng là trong cuộc đời này, cái hình ảnh mà chúng tôi vừa mới giới thiệu, mới ví dụ đó, thì quý vị thấy chỉ có người đáng thương, xin lỗi, chỉ có người đáng thương và người dễ thương, chứ không có cái vụ mà ghét ở trong đây. Mình tu như vậy, dần dần mình nhìn ra mình thấy ai mà cũng thương hết, mà mỗi người thương một cách. Cái người đang trả nghiệp đó thì mình thấy dễ thương, mà cái người mà đang tạo nghiệp, cái mặt dữ lắm, thì mình nói là đáng thương. Như vậy thì mai mốt mà ai mà gây phiền não cho mình á, ví dụ ông chồng hay bà vợ mà có chửi mình thì sao? Đáng thương. Tội quá. Nhưng mà nhớ niệm thầm thôi nghe. Ông đang sân si lên mà niệm ông cái đáng thương, ông tưởng đâu là ấy là ông đánh dữ nữa. Tập sống từ bi. Đối với quý vị, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Từ là gì, bi là gì, hỷ là gì, xả là gì? Hôm nay chúng tôi xin thưa với quý vị, thứ nhất, định nghĩa từ bi hỷ xả cho quý vị hiểu là gì. Từ là tâm chẳng sân si, bi là thương hết, không bì một ai. Đó. Hỷ là vui vẻ hòa hài, xả là xóa hết đắng cay vui buồn. Chúng tôi chỉ cho quý vị những cái sai ở trong từ bi hỷ xả này. Mình nói mình tu theo Phật là có từ bi hỷ xả. Bây giờ cái câu đầu tiên là từ là tâm chẳng sân si. Quý vị hiểu tâm sân si là tâm gì không? Sân si là gì? Là nóng giận, ha? Là phùng mang trợn má, mặt xanh mày tía, phải không nè? Là cái lòng sân si. Nhưng mà hôm nay chúng tôi thưa với quý vị rằng là tâm sân là gì? Tâm sân là sự bất tội của tâm, trạng thái mà không vừa lòng vừa ý đều là sân hết, hoặc là sự khó chịu đều là sân. Thí dụ quý vị ngồi lâu như thế này, quý vị cảm thấy nó tê cẳng, đau nhức, ngồi lâu tăng kẻ đó, là ngồi lâu tê cẳng. Quý vị thay đổi quan nghi. Thưa với quý vị, một vị hành giả khi họ thay đổi quan nghi, họ phải niệm là sân à, sân à. Tức là cái trạng thái làm cho tâm khó chịu, đó là sân. Đang ngồi thiền mà nghe tiếng điện thoại reo mình cũng khó chịu, đó là sân. Đang nhìn cái cảnh như thế này mà ngán quá không muốn nhìn nữa, đi tìm cái cảnh khác, đó là sân. Cho định nghĩa cái sân rốt ráo là gì? Là hủy diệt đối tượng, là mình không thích cái cảnh này nữa. Đang ở nhà mà chán quá muốn đi ra ngoài hóng gió nhìn cảnh khác, đó cũng là trạng thái khó chịu của tâm, bất tội của tâm, là sân. Nhưng mà mai thì cái này nó mới là sân, chứ nó chưa phải là sân. Sân ác nó có hai loại. Một là sân, hai là sân ác. Mà hai cái này đều là bất thiện hết. Sân cũng là bất thiện, mà sân ác cũng là bất thiện. Cho nên mình thì có thể chấp nhận là mình sân, nhưng mà đừng bao giờ để sân ác. Sân ác là sao? Mặt xanh mày tía, phùng mang trợn má, chửi mắng người này, la ó người kia, làm hại tổn thương người ta, thì đó gọi là sân gì? Sân ác. Cái sân này nó tạo nghiệp rồi. Cho nên chúng tôi mới khuyên quý vị một câu là không sợ tham sân sanh khởi, mà chỉ sợ mình không biết đó là tham là sân mà thôi. Bây giờ cái chuyện mà tham sân sanh khởi là cái chuyện đương nhiên của chúng sinh. Đừng nói quý vị, kể cả các sư thầy cũng sân si. Nhưng mà cái người tu thì họ biết hơn người không tu, là biết đây là sân, đây là tham, thì họ không bao giờ để cái sân này sân ác hết. Bây giờ hỏi với sư thầy đi, sư nào không bực bội, nhưng mà các thầy không có chửi người ta, không có dùng ác khẩu chửi người ta,
Bởi vì anh mà dùng binh khí miệng lưỡi anh chửi người ta thì anh đã tạo thành cái sân gì? Sân hát rồi. Con người thì ai cũng tham, ai cũng tham hết. Quý vị chúng tôi đều tham, mình là chúng sinh mà. Khi mình không có tham, không có sân thì mình ngồi trên đây rồi, đâu mà ngồi tốt dưới đây vậy? Mình ngồi dưới này thì mình thừa biết mình vẫn còn tham với cái sân. Con người thì ai cũng tham, nhưng mà phải biết việc làm đúng sai. Đừng vì tham vọng phát tài, sanh tâm tà ác, kéo dài khó yên. Như vậy thì tham thì cứ tham, sân thì cứ sân nha. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì? Mình phải biết mình tham. Mình phải biết mình sân. Thí dụ đơn giản, bây giờ ai không thích ăn ngon mặc đẹp, ở nhà lầu đi xe hơi, thích không? Nói thật lòng, người ta đừng có nói vô đây nói còn không thích, còn không thích rồi thôi này, chót lưỡi đầu môi à. Phải thích, kể cả chúng tôi cũng thích. Phải không nè? Cái điều kiện tốt là phải thích. Nhưng mà không gì, nghe cho kỹ, không gì muốn ăn ngon mặc đẹp mà phải sát sanh trộm cắp, phải lừa gạt người này người kia, tạo cái ác nghiệp. Hiểu ý không? Tức là tham sân thì mình cứ tham sân, tại mình là phàm phu mà làm sao mà tránh tham sân. Phải cố nghĩ chỗ này chút. Vì vậy mình đừng có tham ác, đừng có sân ác, đừng có tà kiến ác. Mình tà kiến dữ lắm, mình chưa giải thoát là còn tà kiến mà. Mình chưa thấu triệt được tứ đế, chưa xóa được vô minh là còn tà kiến. Nhưng mà tránh những cái tà kiến ác. Ngày xưa thời kỳ Đức Phật nó có những cái đạo giáo giống như là tế thần vậy đó. Giết động vật để mà tế thần, giết động nam động nữ để mà tế thần, cúng bái. Thì cái này là tà kiến mà nó ác quá. Ác. Mình nhiều khi có những cái phong tục giống như đến ngày giỗ cha giỗ mẹ hay làm gà làm vịt cũng ác luôn. Giỗ thì nó quá tốt rồi mà. Nghĩ tưởng cha mẹ cúng giỗ thì đúng rồi, nhưng mà không có nên giết gà cái vịt. Sát sanh là nó ác rồi. Rồi ăn nhậu vô lời ra tiếng vào, rồi hậu quả để lại là nhiều khi gây lộn đánh lộn ồn ào quá, cái đó là ác rồi. Hiểu ý không? Cho nên tham thì vẫn tham, sân thì vẫn sân, nhưng mà phải biết mình tham mình sân. Tham sân không đáng sợ, nghe cho kỹ. Cái đáng sợ là mình không biết đó là tham là sân. Bất phách tham sân khởi, di khủng tự giác trì. Không sợ tham sân sanh khởi, mà chỉ sợ mình không biết đó là tham là sân mà thôi. Mà mình cái đáng sợ thì mình không sợ, mà cái không đáng sợ thì mình lại sợ. Thí dụ, thật sự cái chết nó không đáng sợ, tại vì mình chết nó vô số kiếp rồi. Quý vị đồng ý chúng tôi là mình luân hồi vô số kiếp không? Đúng không? Như vậy thì đồng nghĩa với mình đã chết vô số kiếp không? Chết vô số lần rồi. Chết nhiều vậy mà còn sợ gì nữa? Mà cái đáng sợ là mình sợ, sợ chết à, không biết từ đâu mà sợ chết quá trời không biết. Mình thắc mắc cái chứ. Nếu mà cái đời trước mà không chết đi thì đời này làm sao có mặt? Mà đời này không chết đi, đời sau làm sao có mặt? Ai sanh ra đời cũng một lần phải chết. Chết đi rồi có hết được đâu. Luân hồi mà. Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu. Hành tinh sanh mãi ươm màu hy vọng. Tiếp tục sanh ra còn trẻ đâu hy vọng tiếp tương lai nữa. Đến cái tuổi này còn tương trao không mà hết tương lai rồi. Nhưng mà rồi lại bỏ cái mạng sống này, sanh qua cái đời sống sau lại tiếp tục, còn trẻ là phải nghĩ đến tương lai. Nó cứ như vậy. Khi hiểu được như vậy là quý vị còn sợ chết không? Thiệt không? Cái người mà không sợ chết á thì chết mới yên nha. Còn cái người mà sợ chết thì chết không có yên đâu. Chết kiểu là lâm chung mà hoảng loạn á, rồi sợ hãi á, thì nó nguy hiểm. Còn cái người mà không chết, họ chết bằng cái tâm gì? Bình tĩnh. Mình thì bình tĩnh sống. Ta nói bình tĩnh sống và bình tĩnh chết. Còn mình á, sống á, thì không có bình tĩnh luôn. Sống cũng là cũng phập phồng lo sợ. Chết thì càng sợ dữ nữa. Đọc theo chúng tôi câu này cho đỡ sợ chết đi. Người sợ chết
ta chẳng kinh. Đọc lớn lên. Người sợ chết ta chẳng kinh. Người ham cười nói ta dình lặng thinh. Người tài sản ta tâm linh. Người mang khổ lị ta rinh đạo màu. Thuộc chưa? Đâu đọc coi. Trời ơi. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị để hiểu mình không mong thành công thì mình sẽ không sợ thất bại. Mình có lòng từ bi, không có tâm hơn thua, tranh giành đoạt lợi thì mình không có sợ mất mát. Mình không có ham sống thì mình sẽ không có sợ chết. Vì mình quá ham sống, hiểu không? Cho nên mình sợ chết luôn. Đọc lại. Người sợ chết ta chẳng kinh. Người ham cười nói ta dình lặng thinh. Người tài sản ta tâm linh. Người mang khổ lị ta rinh đạo màu. Quý vị muốn khổ hay là muốn đạo màu? Đạo màu. Quý vị muốn tài sản hay muốn tâm linh? Thiệt không? Dành dữ lắm à. Ở đó mà tâm linh chia chác mà nó không cần công bằng chút coi, thua kiện liền. Bây giờ mình xét ra mình thấy mình xấu hổ lắm. Bây giờ mình phải trau dồi cái lòng từ bi nghe. Kiếp người ôi thật mong manh, sớm còn tối mất đấu tranh làm gì. Hãy ngồi suy nghĩ lại đi, thân là tứ đại có gì của ta. Tiền tài danh lợi cao xa, vô thường đã đến có mà đem đi. Ta nên tập sống từ bi, để mai nhắm mắt ra đi nhẹ nhàng. Mình lo cho tương lai mà mình lo cái đáng lo đó, chứ đừng có cái không đáng lo mình lo. Mình muốn cho mai này mình nhắm mắt mình ra đi nhẹ nhàng thì bây giờ phải tập sống từ bi đi. Sống mà nó nhẹ nhàng thì ra đi nó mới nhẹ nhàng. Sống mà tranh giành hơn thua làm sao mà ra đi nhẹ nhàng được. Trong khi đó sợ chết muốn chết vậy đó. Quý vị có đồng ý với chúng tôi cái câu là thật sự cái chết nó không đáng sợ là vì mình đã chết vô số lần rồi. Mà tự nhiên cái đáng sợ ở đây là mình lại sợ. Sợ gì? Sợ chết. À, phải hiểu như vậy. Thấy quý vị hiền mà dễ thương nên tặng quý vị một bài hát lòng từ bi. Bài này được viết theo bài nhạc đời là Bên Em Biển Rộng Sông Dài. Thể loại của chúng tôi là nhạc đời mà lời đạo. Nhạc đời là cái bài Bên Em Biển Rộng Sông Dài. Còn cái lời đạo là lòng từ bi. Lòng từ bi người an vui như sông biển rộng, làm cho tâm vui sướng tuyệt vời. Tình yêu thương vi từ biên khơi, hòa cùng tu tâm người bình an, bao nhiêu nào phiền bởi giận hờn nhau. Sao không dài bài ghét nhau làm gì, cho thêm nào phiền. Người về đây nương theo chánh pháp, mọi người tu tu tâm giải thoát, nên biết tu tâm từ còn xóa tan hận thù, không tạo lại thù xưa. Lòng từ bi ngài Quán Âm luôn trao lòng từ, tình yêu thương ban khắp mọi người.
gần bên nhau sống đẹp niềm vui, giận hờn ơi ơi giận hờn ơi gây chi nào phiền suốt đời còn mang. Bao nhiêu năm trường khổ đau nhiều rồi, dầm chi hỡi người ơi từ bi khiến đời vui. Lòng từ bi người an vui như sông biển rộng, làm cho tâm vui sướng tuyệt vời. Tình yêu thương vi từ biển khơi, hòa cùng tu tâm người bình an. Bao nhiêu nào phiền bởi giận hờn nhau, sao không dài bài ghét nhau làm gì cho thêm não phiền. Người về đây nương theo chánh pháp, mọi người tu tu tâm giải thoát, nên biết tu tâm từ còn sao tan hận thù không tạo lại thù xưa. Lòng từ bi ngài Quan Âm luôn trao lòng từ, tình yêu thương ban khắp mọi người, gần bên nhau sống đẹp niềm vui. Giận hờn ơi ơi giận hờn ơi gây chi nào phiền xuống đời còn mang. Bao nhiêu năm trường khổ đau nhiều rồi, dầm chi hỡi người ơi từ bi khiến đời vui. Hết rồi, vỗ tay hoài. Hát nữa hả? Trời ơi, thượng tọa trụ trì mời lên đây thuyết pháp, ở đó mà ngồi hát hát đi, xuống bị rầy chết luôn. Hôm nay chúng tôi giảng bài pháp tựa đề gì nè? Tập sống từ bi. Tại sao chúng tôi dùng cái chữ tập? Tập là rất tiếc đó, tức là phải thực hành á, phải luyện tập á. Quý vị về mà quý vị không luyện tập là không được. Mình phải cố gắng luyện tập. Cái gì cũng vậy, không phải tự nhiên mà chúng ta được. Nếu chúng ta không có cái tâm mà luyện tập á, thì chúng ta khó mà có cái lòng từ bi. Cái người có tu quý vị biết không, trong lòng họ từ bi lớn lắm. Họ giống như là người ta hay nói một câu là nắm muối không hề mặn với lượng nước dòng sông. Tấm lòng lỗi lầm kia bé nhỏ với cái cõi lòng mênh mông. Cái người mà có cái tâm từ bi, cái lòng họ rộng lớn, họ không có phân biệt. Bởi vì họ ít có sân. Từ là tâm chẳng sân si, bi là thương hết không bì một ai. Mình ngộ lắm, cái người nào đẹp thì mình thương, người xấu mình cũng thương. Cái người giàu cái mình thương, mà người nghèo không thương. Người trẻ cái mình thương liền, mà già cái không thương. Rồi cái người bệnh thì mình thương, mà người khỏe mình không thương. Cái người nghèo mình thương, mà người giàu mình không thương là vậy đó. Lý do mình cứ đi kiếm cái người nghèo, cái người bệnh mình cho không, mà người giàu nó cho chi. Trời ơi, bà giàu muốn chết mà cho chi. Rồi có nói cái người bệnh, cái người nghèo mình thương, cái người bệnh mình thương. Trời, người ta bệnh thấy thương quá, người ta khỏe cái không thương. Thì bây giờ mình là người tu thì sao? Thương hết, không bì một ai. Bởi vì sao quý vị biết không? Người nào cũng có khổ hết á. Ủa quý vị tưởng người giàu không khổ hả? Giàu khổ không? Đó, có cái bộ phim người giàu cũng khóc á. Chứ phải người nghèo khóc không đâu. Cho nên bây giờ không có cái vụ mà thương người nghèo nha. Giúp được ai giúp luôn, kể cả người giàu không có không quan trọng. Bởi vì người giàu họ cũng khổ. Quý vị về lên mạng sợ cái một cái bài viết của một cái đứa bé, nó viết cái tựa đề là nỗi khổ con nhà giàu.
về động đi biết cái nỗi khổ của người giàu cái gì, nó cũng có cái khổ nữa. Ủa bởi vì nó người bệnh khổ mà người khỏe không khổ hả? Bệnh nó được nằm trên giường nghỉ mệt, còn khỏe làm muốn chết rồi đó, đúng không? Bây giờ ở nhà có hai người, một người bệnh rồi nằm liệt giường liệt chiếu rồi, mình khỏe mình làm thấy bồ nổi luôn, dọn nhà quét rửa giặt giũ nấu cơm rửa chén, trời ơi sao tao khổ quá vậy, còn mày ăn mày sướng mày nằm không à, khổ không? Cho nên bây giờ là cái người tu mình nó phải khác hơn người không tu. Cái người không tu là họ đợi người ta nghèo, người ta bệnh mới mới thương. Người khỏe người giàu không thương. Còn bây giờ mình là phải thương, thương hết, tại mình nhìn thấy ai cũng khổ. Quý vị biết không, trong kinh Đức Phật dạy có mấy cái khổ nè, có ba khổ, nghe cho kỹ. Thứ nhất là khổ khổ, thứ hai là hoại khổ, thứ ba là hành khổ. Thế nào là khổ khổ? Khổ khổ là nói mấy người nghèo, người bệnh đó, nghiệp đến đó, gọi là khổ khổ. Nhưng mà coi cái hoại khổ là gì? Là nói mấy người giàu, người khỏe đó, đang giàu cái tự nhiên nghèo, khổ không? Khổ. Họ đang khỏe cái tự nhiên đi khám bệnh, có bệnh, mấy tháng sau mà thấy eo uột lắm, khổ không? Khổ. Mà dòng cái thứ cái đó là hoại khổ đó quý vị. Hoại đi cái sức khỏe, hoại đi cái phước báo tài sản. Khi mà tán gia bại sản rồi họ nghèo lắm. Thì theo quý vị, giữa cái người mà nghèo họ khổ từ xưa giờ, hay là cái người đang giàu mà tự nhiên tán gia bại sản thành người nghèo, thì cái này người nào khổ hơn người nào? Người nào khổ hơn người nào? Đó. Nên giờ thương luôn người giàu đi. Tại sao mình thương người nghèo không? Bởi vì cái người giàu này họ đâu có bền vững đâu. Mới hôm nay họ là đại gia, nhưng ngày mai họ đại mạc à, thấy không? Đâu biết được, vô thường thay đổi. Mà người ta lại có một câu rằng là khổ trước sướng sau thế mới giàu, mà sướng trước khổ sau thế mới đào à. Đau lắm. Cho nên là nếu mà xét về cái góc độ này thì cái người giàu mình phải thương nhiều hơn người nghèo. Hôm nào quý vị có đi từ thiện cho người giàu đi, được thì tôi khen, đem gạo với mì để cho họ coi. Khó lắm mà, đâu phải dễ đâu. Làm được cái đó đó mới là giỏi. Còn đi cho người nghèo dễ lắm, cho họ nhận liền. Đó. Mình nói hôm nay tôi nghe Sư Chánh Định giảng pháp rồi, tôi thấy người giàu nó khổ hơn người nghèo nữa. Hôm nay em đem từ thiện cho chị nè, lựa mấy cái biệt thận cho bự á, đem gạo cho mì cho thử có được không? Thì cái gì khó làm thì nó mới là hay. Còn cái chuyện dễ làm nó bình thường, phải không nè? Cho nên đó là cái người tu thì khác hơn người không tu. Thí dụ cái người mà không tu á, thì người ta tốt với mình tốt lại, đó là chuyện bình thường. Còn cái người có tu là người ta không tốt với mình vẫn tốt với người ta. Đó mới là cái người có tu. Mình đi thương người nghèo là cái chuyện bình thường, ta nghèo quá mình thương. Mình đi thương cái người bệnh là chuyện bình thường, người ta bệnh mình thương. Nhưng mà hôm nay mình phải thương luôn cái người giàu và thương luôn cái người khỏe, thì đó mới là cái người có tu. Chứ bây giờ người ta đẹp mình thương, người ta xấu không thương, người ta giàu mình thương, người ta nghèo không thương, thì cái chuyện đó chuyện bình thường. Nghe cho kỹ câu này là người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui, bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Lòng từ bi mà giống như cái cô Phật tử này, cổ đi chùa, cổ hồi hướng. Cô nói nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, ngoại trừ con vợ bé của chồng con, đều trọn thành Phật đạo. Bà nói ai bà cũng muốn thành Phật, bà mọi người thành Phật hết, nhưng mà riêng cái con vợ bé là phải cho nó trầm lưng khổ ải vô số kiếp. Nó quá ác mà, giật chồng người ta, cướp chồng người ta, bây giờ con phải trù cho nó trầm lưng khổ ải nghìn kiếp luôn mới được. Ai thì bà cũng cầu nguyện cho thành Phật hết, nhưng mà riêng cái con vợ, cô vợ bé là dứt khoát à. Sự kêu con tu cỡ nào tu với con bé này là con không có muốn cho nó thành Phật được. Theo quý vị vậy đúng hay sai? Sai. Cảm ơn quý vị.
hình như là thời gian đã hết rồi. Chúng ta còn những cái chương trình khác. Thì hôm nay rất là vui, lần đầu tiên được Thượng Tọa trụ trì cùng Chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu tại chùa Kim Cang ở Lê Minh Xuân, Bình Chánh, mời về đây để chia sẻ Phật Pháp. Trong quá trình chia sẻ, nếu có điều chi sơ thất thì xin trên Thượng Tọa trụ trì cùng Chư Tôn Đức, đặc biệt là tất cả các Phật tử hiện diện ở đây, niệm tình hỷ xả cho. Tại vì hôm nay mình á, hôm nay mình hứa rồi là thương hết nha, giảng hay cũng thương mà giảng dở cũng thương ha. Rồi hỷ là vui vẻ hòa hài, vui hết, mà xả là xóa hết đắng cay vui buồn nha, buồn bỏ mà xả, vui cũng bỏ luôn, thì mới là cái người có tâm từ bi. Thì hôm nay chúng tôi hướng dẫn quý vị một cái bài pháp có tựa đề là tập sống từ bi, và nội dung là đơn giản là mình phải có cái lòng từ bi rộng rộng lớn, giống như khen chê phỉ báng mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải đều, mưa trời nào nể rong rêu, tâm từ vô lượng rải đều chúng sinh. Cái lòng từ bi của mình như thế này là gặp người mã lĩ chớ phiền, hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành, bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu việc để thành đạo cao. Như vậy thì mình sẽ không ghét cái người chửi mình nữa, mà ngược lại mình còn thương nhiều hơn cái người không chửi mình. Cái người mà gặp mình cứ khen hoài, mà mình cứ vui hoài, hôm nay thấy chị đẹp quá vậy, mà trong đó mình xấu quá à, cũng đẹp cũng khoai nữa, hôm nay thấy chị trẻ nha, nhìn chị thấy trẻ ra đẹp ra, trời ơi, mình già cũng chết luôn, sống cũng chết luôn, mà cứ khen trẻ đẹp không mà mình khoai. Mà hãy ai chê mình già là mình không chịu. Thì bây giờ là mình phải là sao, gặp người mã lĩ luôn, mắng nhiếc mình chửi mình không phiền nữa, mà hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Mình là người tu mà, mình thấy nghịch duyên thì mình mừng thôi, chứ có cái đâu mà buồn buồn. Hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành, bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Chúc quý vị thành công trong cuộc sống. Một lần nữa chánh định xin được niệm ơn đến Thượng Tọa trụ trì cùng Chư Tôn Đức trong ban tổ chức và toàn thể đạo tràng Phật tử. Cho phép chánh định nói lời tri ân sâu sắc nhất, cầu nguyện quý vị luôn luôn được sống an lành hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.